Thời tiết vào hè, trẻ phải vào viện vì có triệu chứng nôn ói nhiều lần, sốt, tiêu chảy, kém ăn có xu hướng gia tăng. Các bác sĩ khẳng định không có dịch nôn nào mà đây là hiện tượng bình thường. Thời tiết nóng ẩm là môi trường lý tưởng cho các loại vi khuẩn, nấm mốc sinh sôi. Khi trẻ chơi đùa, đưa tay lên miệng, vi khuẩn và mầm bệnh sẽ từ đó xâm nhập, tấn công hệ tiêu hóa non nớt của trẻ. Mùa hè cũng là thời điểm các ca ngộ độc thực phẩm ở trẻ em tăng cao. Thức ăn để lâu bên ngoài rất dễ ôi thiêu, sữa mà trẻ thường uống rất nhanh hư hỏng. Khi ăn phải thì trẻ sẽ nôn mửa và có thể đi ngoài nhiều lần. Sau đây là một số dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm khi trẻ nôn. Nôn kéo dài, liên tục, có thể kéo dài trên 24 giờ. Cứ ăn là nôn không ngừng. Dịch nôn xanh hoặc vàng, thậm chí có lẫn máu. Nôn kèm theo với đi ngoài phân lỏng nhiều lần trong ngày. Trẻ bỏ ăn, bỏ uống, mê man. Trẻ nôn kèm sốt. Trẻ đau bụng nhiều, quấy khóc, bụng trướng. Thực chất, đây là các dấu hiệu chung của các bệnh về đường tiêu hóa. Nôn ói và đi ngoài là cơ chế phòng vệ của cơ thể trẻ nhằm tống tiễn tác nhân xấu ra ngoài. Cha mẹ cần bình tĩnh xử lý tình huống, đưa trẻ đi khám kịp thời nếu trẻ có các dấu hiệu cảnh báo. Cách xử lý đúng của cha mẹ khi thấy trẻ đau bụng, nôn ói nhiều đó là theo dõi sát sao dấu hiệu mất nước của trẻ. Nôn và đi ngoài nhiều lần sẽ khiến cơ thể trẻ bị mất nước, nhanh mệt mỏi và lả đi. Cha mẹ cần chú ý quan sát môi của trẻ có khô không, trẻ có đi tiểu thường xuyên hay không, mắt có bị trũng không, và cho trẻ uống Orezon để bù nước cho cơ thể. Khi trẻ nôn, cha mẹ cần thay đổi thực đơn cho trẻ. Đồ ăn nên là cháo, rau thịt được nấu chín kỹ, hầm mềm, dễ tiêu. Cha mẹ không nên thúc trẻ ăn nhiều đồ ăn trong một bữa mà có thể chia thành nhiều bữa nhỏ để giảm cảm giác buồn nôn cho trẻ. Khi cho trẻ ngủ thì hãy cho trẻ gối đầu cao hơn bình thường. Tư thế này sẽ giúp giảm tình trạng trào ngược dạ dày, cảm giác khó chịu trong bụng. Không cho trẻ mặc quần áo quá ôm hoặc quá chật. Việc mặc chật có thể làm gia tăng áp lực lên vùng bụng, khiến thức ăn khó tiêu hơn và nguy cơ nôn chứa cao hơn. Hãy vệ sinh kỹ nơi ở, xử lý chất thải của trẻ gọn gàng, sạch sẽ, giữ thói quen rửa tay thường xuyên. Như vậy, hiện tượng nôn chứa ở trẻ sẽ dần giảm bớt và mất đi.